Hello, xin chào cả nhà ha. Thì mình tên là A Lý ha. Hôm nay thì mình quay trở lại, mình làm cái video này để hướng dẫn các bạn viết thư pháp ha. Với cái lần này thì A Lý xin hướng dẫn cả nhà cái với cái nội dung là cái thư pháp chữ nhân nha. Thì chữ nhân trong thư pháp nó có rất là nhiều ý nghĩa nha, cho nên là mình hôm nay mình xin phép là viết chữ nhân, mình giải thích ý nghĩa của chữ nhân ha qua một cái câu thư pháp. Mình vừa viết xong chữ đại tự ha. Sau đây mình sẽ viết tiểu tự, đó là bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp, nhân hòa đức độ tạo thành công. Rồi, như vậy mình đã viết xong cái bức thư pháp chữ nhân hết nhà. Thì cái bức tranh thư pháp này có ý nghĩa là cái một cái con người bản lĩnh tài năng thì nó sẽ tạo nên sự nghiệp lớn. Tuy nhiên, nhân hòa có nghĩa là con người sống hòa nhã đức độ mới tạo nên sự thành công. Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ha. Mọi người có thể đăng ký kênh, like, share và để ủng hộ cái kênh mình ha. Chanh Sơn Dầu Cần Thơ, kênh YouTube của mình là Chanh Sơn Dầu Cần Thơ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.